câu này là chỗ này nè. Ô nư rừng Nansika Choco Choco Hanu rừng Hanu to Makayo. À Makayo. Kuriso Oche Bota Kibuni to Choayo. À thò cho ai ạ. Anche Bika Mani was Mani was ne Mani was ne Ne Oche Bika Mani Oko Param To Mani Burostoyo. Mani chi 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 nèo. Mani chi nèo. Này, nó mù, mù sơ qua được. Mù sơ à. Cô thấy cái giọng mù sơ qua rồi là không đáng sợ. Nó mù sơ rồi. Để đáng sợ ha. Mới là cảm giác sợ ha. Rồi bây giờ đổi lại vị trí cho nhau. Ca rừng ca ư rừng tham bun ri a rừng tạc nê yô. Đọc lại cho cô cái câu này coi không. Ca ư rừng tham bun ri a rừng tạc nê yô. Tham bun ri là cái từ gì? Ca rừng tạc cho cô cái gì em? Đá một thúc cô. Tham bun ri tham bun a rừng tạp nê ố lá phong mà tang phun tang phun phun là gọi là em chuyển mất âm không có chuẩn cô ơi. Phun phun ấy vậy nó có phờ nè u và ngờ này thì giống như chữ phờ mình đã thay vì phụng đúng không? Dạ. Thì bây giờ bỏ nặng đi thì nó còn là phun tang phun tang phun tam phong phong là thành phong là tam phong là cũng được chứ phong á đặt nhẹ ra là ra hả tam phong em phát âm chưa chuẩn phát âm chưa chuẩn cho nên mới gì đây mới gì đây mới phải luyện cái nào không có mình con có ấy mình cần phải luyện nhiều chỗ nào cái điểm mình cần phải luyện chỗ yeah. Nào mà mình không ấy phải mình phải càng nói nhiều cho được thì thôi đó tam phong phun mình phải nói ra kiểu phun phong là ô rồi nhưng cái này là phun phun nó thay vì như cái này ngờ đấy phun phun cái gì đó ra phun nước phun gì phờ u ngờ u phun thay vì phụng đừng nói đấy phụng mà bảo gì mình bỏ dấu nặng đi thì còn gì phun à có không tàn gì cố lên phun đọc lại tàn phun gì bây giờ chỗ này nha cô cho các bạn cái phát âm này nha em lấy là cái chỗ và kha ưng này đúng không kha ưng này em thêm rưng này đúng không cho nên em đọc luyến lên là chỗ này là em đọc là kha ưng chỗ này đúng không dạ thì chúng ta phát âm như thế nào đây nếu mà liếm bát chim thì từ này chúng ta sẽ đọc là kha ư r kha ư r à kha r còn nếu như các bạn thêm là hồi nãy cô có kha e và cộng thêm nưng đúng không thì chúng ta sẽ đọc liếm chỗ này lên kha ư đề rề n đó chỗ này liếm lên thôi đó là liếm lấy và đọc rồi tha ư rư hoặc là tha ư e rư à tha ư rè nơ đó đó là cách của chúng ta liên lấy giống như mấy lần trước thôi và có chỗ gì tan phong lá phong rất là đẹp thì chúng ta có cái từ là y bắt chim y nó vào đây trong đó tan phong và cộng thêm y là trợ từ đó a đông tập tà đúng không tại vì nó tính từ nên chúng ta thêm là gì đây y ca
Thì chỗ này chúng ta sẽ đọc là tan, đọc bình thường này, phu này, đọc là như chữ ngờ này. Đến vô đây. Tan phu ni. Ê, tan phu ni. À. Phu đọc phu, tại vì nó rím rồi. Ừ. Tan phu ni a rung tạp nè. A rung tạp nè. Rồi tiếp tục. Nè. 저는 콘보다 카니 더 좋아해요. 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 아, 좋아해요. 띠띠하. 오늘은 기분이 좋네요. 좋네요. Không có hỏi ha. Cảm thán. À, chôn nèo. Đấy, cảm thán là chôn nèo. Tiếp. Nè, ô nâng nài xì ca chú cú hà nâng mà kì ô. Cơ đê sơ ơn chê bú tà kì bú nhì thọ chúa hèo. À, bây giờ cái từ mài tà này này. Mài tà này nó giống cái từ yên tà này. Yên ta. Bát chim R này chúng ta đọc qua từ này. À, nhưng phía sau nó nếu như có một nguyên âm nào đó thì chúng ta sẽ liếm thằng ca này qua. Ví dụ như chúng ta mạt tà chúng ta chia về ao vô. Mài a và đi với vô đúng không? Nhưng khi phát âm chúng ta sẽ phát âm thằng này, cô lấy cái thằng này giống như từ ita này này, ita đây này. Thì chúng ta sẽ đọc mai và chữ ca này ca ca hiểu giống như này. À, giống như ita này ita ita, nhưng khi nó đi với đuôi a vô thì in này là của thằng này, ca này liếm qua đây, hai nó hai bát chim mà r và ca hôm mình học rồi đúng không? Ra đây rồi mai cài đấy, cho nên là các phát âm mình tìm hiểu các phát âm mình phát âm nó rất là dễ ha. Nên là những cái phía dưới các phát âm mình cũng chú ý mai cài ạ, mai cài giống như man là man đấy, mai cài ạ. Tiếp. Ok, Pika, mạnh đi ô nè. Em đọc lại cho cô. Ừ. Ok, Pika, mạnh đi ô nè ô. Quát nè ô, ok. Ok, chịu. Quát nè ô. Ừ. Nè. 네 언제 비가 많이 왔고 바람이 많이 불었어요. 바람이 많이 불었어요. 오고 hoặc là 바람도. Khi đi với cô thì mình để sao mới đi với tôi ha, các bạn nhớ chú ý để mình nói câu chơi hay hơn. 언제 비가 많이 오고 바람도. Đó. Mình để sao khi đã có cô mình để sao đi với tôi. Pha làm tô mà ni bù rớt sợi. Pha làm tô mà ni bù rớt sợi. Đó, mình tô mình nhấn mạnh cái câu đó cho nên là cái câu văn nó càng hay hơn. Thay vì những chờ từ ý ca thì có thể tô vào. Tô này nó cũng dùng trong văn nói rất là nhiều, tô đâu có lược bỏ. Cái ngữ pháp mà. À, ý ca thì có lược bỏ nhưng cái tô này là càng nhấn mạnh. À, nhấn mạnh cái câu của mình. Đó là những cái cách đọc này. Hông là gì đây, phát âm nó chưa có đúng thì phải luyện nhiều vào. Hôm nào mà có nói hay là có biết cô cũng đều gọi hơn ha. Nói dạ. Cho nó quen. Nói cho những bạn nào mà thiếu sót điểm nào cô càng chú ý đến điểm đó cho các bạn. Đi đừng sợ sai hoặc là đừng sợ là đọc không đúng gì cả. Những chỗ không đúng thì mới cần phải sửa. Rõ nữa nè cô ơi. Có gì tới chừng nào nói hay cô kêu em cho cô em phát âm không có chuẩn. Nói chuyện cũng không chuẩn nữa. Cho nên các bạn nhớ để ý những cái chỗ phát âm mà cô hằng ngày bài nào cô cũng lên để giải thích cho các bạn phần phát âm này. Nhất là những chỗ luyến lấy, những chỗ luyến lấy kết các phụ âm mà bắt đầu nguyên âm thì chúng ta sẽ luyến cái âm nó qua luôn cái âm này, như những trường hợp này này. Đó. Tà tà thì cái đó là nó bình thường, nó là từ bình thường. Nó khó quá, chưa em đọc không ra luôn. Cái chữ gì em? Cái gì? Chưa ai ơi, chỗ Arum Tawa rồi. À Arum Tawa, Tawa thế, Tawa bình thường Arum Tawa. Ừ.
đấy, nhớ những chỗ luyến lấy, nếu như có biến âm thì cô biến âm, còn những chỗ này là luyến lấy không, luyến lấy hết, không có chỗ biến âm ha. Nên là lớp 1 chúng mình luyến lấy, các bạn nhớ luyến vào rất là nhiều từ luyến, ví dụ như trong như cái các bạn học ở hồi lớp lớp 1 đó, lớp 1 có cái gì nè, cô có là cái gương, cái gương nó bằng với là cái mùa đông, ví dụ như cô nói mùa đông gì đó, cô đi chua chua à, mùa đông này lạnh à, đúng rồi, ok đó, thông minh đó, mình phát âm như thế là nó ra được cái r này, liếm qua đây là đơn giản đó, mình viết cái, nếu mà không liếm mất âm mình đọc rất là u này còn uống lửa lên nữa đúng không, nhưng không, ở đây nó có là gì đây, có luyến lấy của nó ở đây, bắt đầu âm gì đây, kết thúc âm bắt đầu ngâm này đây, thì chỗ này chúng ta đã khơi gì đấy, khơi u khơi đi đó, khơi đi đấy cô, nhưng mà sao mà nhầm người, sao không có nói khâu đi mà cứ khâu tại vì người ta không nói ik, bạn hiểu không? À, tại vì người ta lược ik đi thì đâu cần phải luyến nữa, khơi à, đó là cái này, còn đây mình đã nói ik ví dụ như khâu đi thêm ik vào càng tốt, nếu như mình nói đầy đủ chỗ tư, còn người ta trong văn nói người ta nói tắt đúng không, họ là người Hàn mà thì họ vắng tắt, họ nói cái câu không có chợ từ, nhưng các bạn để ý cũng có người cho vào đầy đủ nha, chứ không phải người nào cũng lược nha, có người nói tắt nói ngắn nói gọn thì là vậy người ta lược hết, còn nhiều người vẫn ưng nưng ik e sơ đi bạn thưa hả, ví dụ như cô nói là mùa đông lạnh quá thì trong văn nói là mình thêm chữ ik vô là mình nói dễ, nó không đâu phát âm là không cần phát âm cũng dễ đó. Cho nên cô nói là nếu thêm được thì thêm càng tốt, nó càng hay. Còn nếu như các bạn thấy ở chỗ này không biết thêm ik, tại vì mình phải vận động đấy hả, à, cái ốc của mình để mình suy nghĩ là nó có bắt chim hay không bắt chim nữa, đúng không? Đó, trong trường hợp như thế, tại vì có bắt chim thì thêm y, không bắt chim thì thêm k. Cho nên là trong trường hợp này mình phải vận não để suy nghĩ là nó có ik hay không, cho nên thôi mình lược bỏ đi cho nó dễ. Đó, trong trường hợp đó cũng có. Nhưng mà trong trường hợp muốn nói đầy đủ càng thêm vào càng xúc tích không sao. Ưng đương thì lược bỏ à? Ưng đương thì có thể lược bỏ. Đấy, nhưng mà ik ưng đương thì thêm vào được thì thêm, nhưng ưng đương nói được thì càng được không sao. Nhưng mà ưng đương hầu như người ta lược bỏ hết thì không nói. Nhưng mà ik này càng thêm. Bình thường người ta không nói ik này, người ta lược bỏ, người ta bảo là cool trời. Đó. Còn bây giờ mình có ik vào đầy đủ ngữ pháp, khâu đi chua à, đấy nhắn bằng khâu đi chua chua, đây là nói tắt là không có, nhưng mà đầy đủ ngữ pháp là phải có. Rồi ok ha, sửa hết rồi các bạn nha, còn gì thắc mắc nữa không? Cô sao đọc em nó đọc khôi khôi tối á, nó chỉ em đọc mùa đông mà em đọc theo nó em cuốn lưỡi theo nó em gãy lưỡi luôn. Đúng rồi, như nói các bạn đây, ở đây đây mình đọc bình thường là mình đọc là cold đúng không? Em đọc sao mà nói em á, nó chỉ em á kìa cái gương đó kìa, mình thả thầy coi đi. Em đọc thành cái gương luôn, em đọc thành cold. À đây là nhớ, em đọc phát âm em đọc cold, chữ khơ này và chữ kho cơ này cold đó, hai chữ này khác nhau, cái này khơ nha, dơ mình đọc giống như là khơ, chữ k và đi với dơ đó, khơ đó đúng không? Đây khơ và đi với dơ này, tha dơ đó, khơ còn đây là khơ, cái này khơ khơ và giống như đi dơ đấy. Và khi người ta đọc khơ uân thì chỗ này đáng lẽ đương nhiên là phải uống lửa rồi, tại vì không có luyến lấy gì hết. Bây giờ mà cô nói là khơ rè nưng thì đây mới cần liếm nè, chỗ này không cần uống lưỡi nữa mà liếm qua đây luôn, tại vì gì đấy, ở đây thì sẽ bằng là khơ à, sẽ đọc là khơ rè nưng đó, mình không cần phải uống lưỡi chỗ này nữa, tại vì nó có kết thúc một vòng mà bắt đầu nguyên âm thì sẽ liếm sang luôn. Còn chúng ta đọc bình thường là chúng ta đọc từ này không cần phải liếm, đương nhiên phải uống lưỡi lên rồi, tại vì nó kết thúc một r. À, không có thằng nào liếm lấy, không có trợ từ nào vào đây hết thì nó đọc bình thường à, đọc nguyên bản của nó. Còn nếu nó kết thúc vụ âm phía sau thì mình phải liếm là chuyện bình thường, đó là chuyện liếm lấy. Rồi ok, đọc được chưa?
À, mà cô thấy là phát âm ấy thì là cái phần phát âm thì cô thấy là cũng gọi là đấy cũng tạm là ổn ổn, nhưng mà cũng tùy theo nha, không phải là cô nói như như các bạn đừng để ý, đó là theo sự đánh giá của cô thật sự. Thì cô thấy hình như là bạn Nhung á, hoặc là Hân đấy, khi phát âm nó hơi bị, thế là cô nói là hơi bị, ví dụ như chẳng hạn là ví dụ như chữ R ấy, là cái dạng như cái lưỡi của mình nó hơi to. Đúng rồi cô, Ừ. em không biết là bị chết không cô. Ừ. Đấy. Em khi là chết với Đó, cho nên các bạn. L em khó phát âm lắm luôn, em không phát âm được L. Ừ. Cho nên các bạn, cô nói là cô đánh giá thì với các bạn nói là cô nói thật nha, các bạn cũng đừng buồn, đây là gì cô hướng dẫn cho các bạn, thì hình như là cô thấy vậy, cái lưỡi nó hơi to cho nên khi phát âm nó còn hơi khó một tí xíu, những cái từ mà ví dụ như R, L, N gì đó thì nó còn hơi khó một tí xíu, cho nên là các bạn là cố gắng, cố gắng lên, cố gắng mình phát âm thế nào mà ví dụ như mình phát âm không được 100%, nhưng thế nào cũng được tầm 50 hoặc 60% là được, tại vì cái lưỡi mình, do cái lưỡi mình nó hơi to khi phát âm ra thì nó không gõ vào người khác, cho nên là cố gắng được phần nào thì cố gắng thôi, tại vì là nhiều khi ngày xưa cái cô cũng đây là cái lưỡi cô cũng là gì, khi phát âm mà nói cô nói nhanh cô cũng bị nói nó bị đớp, bị lẹo đó, đó. Cho nên là mình phát âm làm sao cố gắng được không 70% những cái từ đó, không 70% thì không 100% thì đúng là cô cũng tầm là 60 hoặc là 70%. Mình luyện là được là ok. Từ tại vì nó vốn dĩ là mình đã phát âm nó hơi khó những cái từ đó rồi. Thì là cái việc đó là chuyện chuyện đương nhiên. Cô, cái lưỡi em cũng như vậy, như hơi to á, nói chuyện nhầm từ á, mi đớp. Việt Đúng Nam rồi. cũng vậy, tiếng Việt Nam cũng vậy nữa. Đúng rồi, cô định nói nè. Kể cả tiếng Việt Nam mình đôi khi cái từ đó mình còn phát âm không được, nó chi tiếng Hàn đúng không? Cho nên các bạn cố gắng được bao nhiêu thì vẫn vốn dĩ mình cái mình đã không phát âm được những từ đó rồi, tại vì mình là cái lưỡi của mình nó hơi to đó so với những người khác ấy. Thì là gì đây? Thì phát âm nó uống lên nó hơi khó. Đôi khi cô cũng thế này. À, cô Cô cũng với thế. lại một phần á, em nói chuyện á, tiếng Việt Nam nhanh lắm, rồi em nói chuyện tiếng Hàn nhanh nữa, bây giờ em từ từ em sửa lại, nói chuyện tiếng Hàn chậm chậm chút xíu. À, nói nhanh người ta sẽ không hiểu. À, nói nhanh đôi khi